Trong khi đó, với hy vọng có những nhà lãnh đạo quản lý trẻ đầy năng lực và nhiệt huyết, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, để trở thành lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, cán bộ công chức sẽ phải tham gia thi tuyển. Theo đó, người dự tuyển sẽ phải làm bài thi viết về các nội dung liên quan đến công việc đăng ký dự tuyển, thi thuyết trình chương trình hành động và giải đáp các câu hỏi của hội đồng tuyển chọn. Chương trình hành động của người dự tuyển gồm những nội dung sau: đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động trong 3 năm gần nhất, những thuận lợi khó khăn, thời cơ thách thức của cơ quan đơn vị, đề ra mục tiêu và các biện pháp, giải pháp, đề xuất để thực hiện các mục tiêu trong thời gian giữ chức vụ trưởng phó phòng. Ngoài ra, ứng viên dự tuyển còn phải đáp ứng đủ một số điều kiện như bằng C ngoại ngữ, bằng B vi tính văn phòng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh tuyển chọn, có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.